Vâng, xin chào tất cả anh em. Hôm nay thì mình khá là rảnh cho nên mình sẽ làm clip về khẩu MP5 Wildrunner, một khẩu súng thuộc dòng súng tiểu liên SMG. Hiện tại khẩu súng này chỉ được sở hữu qua Lucky Book và nó có một cái ưu điểm mà mình thấy khá là hay. Đó là nó có cái chế độ thiêu. Thiêu ở đây là các bạn sẽ có thể chạy nhanh được trong khoảng 10 giây. Chút xíu nữa khi mà mình lên mình bổ sung đạn thì mình sẽ test thử cái kỹ năng này cho anh em. Cũng như là trong AI dòng tiểu liên có một ưu ái khá là lợi thế. Đó là kỹ năng. Kỹ năng F thì sẽ tự tăng thêm một băng đạn, cũng như là khi mà đấm mồm được quái AI thì sẽ được khá là nhiều, sẽ được tăng khá là nhiều đạn. Mình đang sử dụng cái kỹ năng tăng băng đạn. Và một đợt lớn thì cứ tới đi. Tới đây. Nhận hết. Gần như một băng đạn này có thể kết thúc được khá là nhanh. Ở đây mình bắn cũng khá là nhiều mồm. Thì chút nữa khi mà mình có cái kỹ năng ở trong bảng AI, ở đây là kỹ năng gia tốc, à đâu, không phải, kỹ năng One Hit Lucky, thì mình sẽ tăng khá là nhiều đạn. Rồi ok, đến đây thì anh tiếp luôn. Khẩn trương lên. Khi mà mình đi AI một mình như thế này thì mình sẽ cần phải thủ khá là nhiều. Và không biết có qua hay không thì điều đó sẽ còn phải đợi một chút. Sẽ cố gắng để kết liễu ở trong ok, đã tăng được ok, chơi bên này trước. Chơi bên này sau. Đây rồi, quay lại đây. Hy vọng rằng mình sẽ đủ đạn. Gần như là mỗi một băng đạn thì sẽ kết liễu được một thanh niên to đồ này. Vâng. Hiện tại thì mình sẽ dùng cái tự thiêu cho anh em xem. Ở đây thì mọi người có thể thấy rằng là chạy khá là nhanh. Và thời gian chạy nhanh nó rơi vào tầm khoảng, đúng rồi, 10 giây. Chính xác là 10 giây. Bắn này mình sẽ cố gắng bắn đấm mồm thật nhiều để có thể tiết kiệm thời gian cũng như là tăng tăng tiền và tăng kỹ năng nhanh hơn. Ok rồi, cái này thì có quái ở nhà luôn. Sẽ bắn câu kéo trước, không có nó phá căn cứ. Nó này bắn khá là lâu. Chắc chắn là sẽ xong thôi. Sẽ thiêu một phát nữa. Thiêu này sẽ tính theo thời gian các bạn chơi trong phòng và nó sẽ tự động đầy. Khi mà cái có thể nói rằng là gần như là một dạng huyết thanh, mình thấy có dạng bơm kim tiêm kiểu như chích chích choác một phát là ok rồi. Về đây để tiếp khách, tăng p cái đã. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, anh nhận kèo, nhận hết các kèo ở đây.
Thường chơi cái này thì mình thích nhất là cái thằng mà cởi trần mắt đỏ á, chạy khá là nhanh cũng như là mình đấm mồm khá là ngon những cái thằng ấy. Đây thường là như thế này. Đây các bạn có thể thấy rằng toàn mồm luôn. Bởi nó chạy đúng đến cái tầm mà tâm của mình bắn vào mồm mà. Đúng đấy. Hy vọng là chút nữa mình sẽ được cái kỹ năng mà đấm mồm là được tăng đạn đấy thì mắc ngon luôn. Không biết là thằng cái AI này có bỏ qua lượt nào hay không. Thiêu phát nữa thì đi thay đạn đã. Sau đấy thì mình sẽ thăng pay ở trên nhà thay đạn sau. Cái này mình sẽ không, mình sẽ chú trọng tăng đam cũng như là tăng tốc độ nhiều hơn. Bây giờ thì kết hợp bắn con này để xuyên con sau, như vậy sẽ rất tiết kiệm thời gian. Đây thường là bắn mồm như thế này, có này có vẻ con sau này yếu hơn con trước thì phải. Rồi quan trọng là bây giờ quái ở đâu. Dài thằng giặc luôn. Nếu như mình không nhầm thì lúc này mình đã tăng được rồi thì phải. Chưa tăng được mà chỉ tăng được đam thôi. Rồi. Rất mong đợi cái one hit lucky này. Mình bởi vì mình bắn đấm mồm mà nhiều nó cũng quen. Cũng như là khi ai đấm mồm này được hồi đến 9 viên đạn trên một quái. Bởi vì là level 3 sẽ là x3. Còn nếu như tăng level 1 thì chỉ được x một lần là 3 viên thôi. Đây rồi. Giờ mới bị mất máu một phát. Rồi, làm việc ông này đã. Rồi, bây giờ tôi quay lại tôi làm việc cho ông luôn. Thường là khi mà đi bắn một mình AI này sẽ phải thủ khá là nhiều. Chả dại gì để mà coi như là mang ra thi đấu với chúng nó cả. Đã tăng được one hit lucky rồi. Rồi các bạn có thể thấy bây giờ mình sẽ bắn cho các bạn xem. Ở đây chỉ với lại 45 viên trên 45 viên như thế này. Đây các bạn bắn gần như không bao giờ hết đạn luôn. Vâng, bị lag. Bắn đi bắn lại vẫn còn 9 viên. Và bây giờ thì full băng đạn luôn. Mình sẽ cộng thêm mà băng đạn chỉ bằng ấy thôi. À bây giờ thì không được rồi. Không chờ đợi được bởi bây giờ hình như là sắp bắn con ninja thì phải. À không, vẫn còn cơ hội. Bây giờ là thủ ở nhà. Đấm mồm như này cũng tự hồi được đạn nhé. Sau các bạn để băng đạn của mình gần như là lúc nào cũng tăng đủ lên được 45 khi mà bắn ở đây như thế này rất là nhiều mồm. Đây là một cái mà mình thấy là khá là lợi thế cho dòng súng tiểu liên ở trong cái chế độ AI như thế này. Gần như không bao giờ hết được đạn luôn. Ở các bạn nếu như các bạn mà chưa được sở hữu MP5 Wildrunner thì anh em có thể sử dụng thay thế cho mình đó là khẩu Bison, Bison Gold. Theo như mình được biết thì khẩu đấy ở bên kho vàng. Trong AI sẽ được tăng thêm băng đạn, tăng thêm một băng. Rồi, lao hết vào đây. Đây rồi. Mình mong muốn là nó chạy đồng thời cùng nhau cơ.
Con đen khả năng sẽ chết ở trong pha này. Trắng thì chưa. Ok, ngồi xuống là sẽ thoát chết thôi. Bây giờ gần như mình sẽ không cần phải thay đạn nhiều nữa, không cần phải đi nạp đạn nữa. Bởi vì là khi mình bắn nó không chết cũng như là hồi được kỹ năng ép thì mình sẽ tăng đạn dần dần theo băng đạn. Rồi, đến cái màn này bắn những con này thì thích rồi. Chạy về thôi, bởi vì đứng ở ngoài sẽ không thể nào quản lý hết được. Ok, bây giờ thì đại khai sát giới. Vâng, còn đến 29. Vâng, các bạn thì thấy rằng là bây giờ thì ui, lại còn thêm cả bọn quái này nữa thì ngon quá rồi. Bởi vì bọn này gần như là bọn bồi đạn cho mình thôi. Đây anh em thấy rằng là tàn quét nãy giờ luôn. Bắn tẹt ga không hết đạn. Ở đây thậm chí còn có thể là được tăng thêm đạn cơ. Đây mọi người có thể thấy, khi mà các bạn bắn quá là nhiều mồm như vậy thì mình xin hứa là không bao giờ hết đạn luôn. Chỉ trừ khi gặp boss cuối bắn mãi không chết mà mồm thôi, thì nó sẽ là một cái lệ khác. Rồi, 17 viên. Còn 17 viên bây giờ mình sẽ bắn tăng thêm đạn cho các bạn xem. Mười bảy viên bây giờ mình bắn cho gần full rồi. Ok, xem còn cái gì nó tăng thêm chạy nhanh được. Rồi bây giờ thì sẽ là đi gặp boss. Lưu ý với anh em, khi gặp boss như thế này thì các bạn cứ bắn thoải mái đi, bởi vì là khi mà các bạn bắn gần hết đạn ấy thì nó cũng sẽ tự đồng thời là tự mình khi mình bấm F thì nó sẽ hồi cho. Đây như thế này. Hồi cho gần như là còn khá là đầy đủ. Mình cái này là mình ít sử dụng cái chuột phải, chứ là thật ra có chuột phải chạy thì khá là nhanh. Bắn cái bom zombie của boss này thì cũng khá là dễ. Đây mình đang bật đây. Rồi, bấm nhầm rồi. Nhưng không sao, mình vẫn sẽ cố gắng hạ cục boss ở trong một cái băng đạn này đó. Chúng không cần phải sử dụng quá là nhiều. Rồi, boss chắc chắn là oẳng rồi. Ok. Rồi, vâng, như vậy là các bạn cũng đã vừa được chứng kiến rồi. Mình đã đi AI qua map qua được map AI với một mình bằng khẩu MP5 Gunrunner. Đánh giá sơ bộ về khẩu súng này thì cũng không có gì phải nói quá là nhiều nữa. Khi mà khẩu súng này bắn quá ngon, nó sẽ đúng như cái tên gọi là dòng súng tấn công, là các bạn có thể gần như là người đi đầu tiên phong. Lượng đạn tương đối 45 viên trên băng đạn đầy đủ là 360 viên. Tốc độ xả đạn cực kỳ nhanh, thay đạn cũng cơ động, chạy cũng nhanh nữa. Kèm theo là có cái chế độ ở trong zombie và y, đó là cái thiêu. Thiêu thì các bạn sẽ gần như là cơ thể nó nhẹ đi và chạy nhanh hơn. Nếu để như
mà mình thử ở bên một map nữa là District 9 mà vẫn có kết quả tuyệt vời như thế này thì mình sẽ có thêm một clip nữa cho anh em về AI như thế này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở một clip khác, khi hôm nay mình cũng chỉ dành được đến đây thôi. Ok.